Xin chào tất cả mọi người, mình là Namlkun. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là KiA. Thì hôm nay mình và Namlkun sẽ chơi Roblox PonPon or nha mọi người. Đây PonPon đây đó. Lâu rồi tôi với Namlkun không có chơi game kinh dị. Hiện tại giờ tôi với Namlkun đang bị lạc ở trong một cái mẫu giáo. Gọi là cái gì mẫu giáo coi? Trường mẫu giáo. À, trường mẫu giáo tên là PonPon nha mọi người. Hôm trước là tôi mới vừa bị kẹt ở Ban xong Ben xong lộn. Ban xong giờ chuyển sang thành PonPon. Không biết mốt hành bỏn cái chết dở. Ôi, này mấy con mới bật á hả? Ừ. Quái vật trong này anh không biết quái vật nó có giống bên kia không, nhưng mà thấy nhìn nó cũng cu cây phô mai que mà. Không nhảy được nha. Ồ. Ê, trong này có cái cầu thang nè Kun. Trong đây cầu thang nó phát sáng lên nè, cầu thang này chắc mở được. Lấy được, chắc lấy được. Đây, ở đây có cái level. Ủa mở chưa? Đi, mở đi. Em mở đi. Ơ mày gót cái gì kêu à? Nó mở rồi. Ủa cái gì mở vậy? Biết nữa. À bên này. Ủa nãy giờ nhớ vô 4 rồi mà giờ còn có 3 mạng vậy con. Biết nữa. Hay là phải chui lỗ chó đây nè, Trời ơi, phải chui lỗ chó Kun ơi. Bấm phím F bật cái đèn lên. Ủa sao đường cục quá vậy? À đây bên này. Bấm phím F lên bật đèn lên, Ok, cái này phải nhìn góc nhìn thứ nhất mới được. Ê, đừng có đụng Kun, đừng có đụng đâu. Anh không biết là có đi đường đó có ổn không, nhưng mà thôi cốt nhất là mình không nên đụng đi. Theo kinh nghiệm lâu năm chơi thì cốt nhất là không nên đụng. Ở đây nè, không cái level nữa nè. Đó. Phải đi qua lại rồi. Đúng không? Đúng không? Để em quay lại thử anh đứng bên đó. Ủa đâu phải đâu Kun, khúc bên này có đường nè Kun, bên này có đường mà. Ủa đâu phải. Nè. Ở đây nó mở rồi nè. Ủa nó mở rồi hả? Ngon. Đúng rồi. Ok, quay lại. Vậy là cái con đó là chắc chắn là cái bẫy, chắc không thể nào mà trong đây mà có một cái đồ chơi mà nó đứng ngay chỗ đó được. Lấy rồi tự đợi anh cái Kun, chưa gì em đi mà nó mất tiêu rồi. Em đâu rồi? Em lấy được cái thang rồi nè. Lấy cái thang rồi hả? Ok, phải lượt anh lấy. À đụng là được rồi đúng không? Đụng là được rồi. À rồi, Kun ơi bấm nút shift lên Kun ơi. À lộn, em bật shift lock lên Kun ơi. Cái game này là anh đã từng chơi qua rồi nên tốt nhất là anh sẽ chỉ em bằng cách là em hãy bấm nút shift lock lên. Em hãy bật cái shift lock lên. Rồi, ok, xin rồi. Rồi nha. Rồi chút nữa rồi từ anh sẽ chỉ clip đi qua đây coi cái. Bên này là khu căng tin, Đây này, em thấy không? Ở phía trên này nè, nó có chỉ cái nút đỏ đỏ mình thấy không? Ok. Rồi bọc rồi lấy cầu thang để lên, leo lên. Rồi bấm. Đấy, rồi. Nhưng mà nhớ là lấy lại cái cầu thang nha, không lấy cầu thang là không ổn đâu, phải lấy cầu thang lại đó. Lấy rồi, nghe tiếng gì á. Trời ơi, Đây, Kun trên này. Để anh lên thử coi. Có cái này quan trọng là ai cũng lên được hay sao đó. Ủa, hình như là anh không thấy cầu thang của em nha. Em có bảo cầu thang ra đâu. Đâu hồi nãy anh thấy cầu thang mà. Ủa sao làm sao mà xô ngã cái cầu thang này được ta? Làm sao xô ngã cầu thang? À đây rồi ok được rồi. Rồi anh mở nè. Cầu thang em đâu mất tiêu rồi. Cầu thang của em đâu? Để lấy đã. Để em xíu. Ui của ơi, quá giật kiệt của ơi. Ủa cầu thang em đâu? Ủa làm sao nó lấy lại? À rồi ok. Rồi có chưa? Đây nè. Em coi thử cái cửa chỗ này nó mở chưa? Anh mở rồi, không biết là bên em với bên thanh niên kia có thấy không? Vô được mà. Vậy là một người mở rồi được đúng không? Cái gì vậy? Đó. Bắt đầu. Sao mấy con này là mấy con gì ta? Ôi mấy con mắt nè. Lên nè. Rồi. Bấm phím shift nha, bấm phím shift. Đừng có đẩy. Đâu có đẩy. Ê. Rồi đó, rồi. Ê, em muốn làm em qua luôn. Em qua luôn. Ủa em qua được không? Ủa em có thấy cầu thang của anh đâu? À thấy hả? Ủa thấy của nhau được hả đúng hả? Ừ. Bậy rồi. Được thật là hài hước. Rồi nè đi nè. Rồi qua đi. Cố gắng lấy cầu thang lại, nhanh. Rồi đẩy qua đây, Bấm phím shift lock. Rồi đẩy xuống, đẩy mới được đẩy. Rồi đẩy được đâu? Rồi leo. Đó được rồi. Rồi lấy cầu thang lại, rồi bước qua. Rồi để anh làm cho né ra. Né chỗ khác. Né. Đừng có đứng trước mặt anh, đi ra chỗ khác. Rồi đi qua đi. Rồi qua đi. Ok, ok em đứng bên này nha. Rồi. Trời ơi. Né ra. Đấy em. Qua kìa. Rồi qua đi. Ôi ôi đứng đông vui như thế này chắc chết quá. Rồi qua được. Rồi qua luôn. Ủa qua một phát được 2 cái ngon. Rồi lên. Cái này đơn giản quá rồi. Lên nhanh. Rồi. Đó rồi em đẩy nó đi. Đó đúng rồi. Ok. Không đơn giản không? Ship lock một phát là qua liền à. Có vẻ như là cái em đẩy đi, đẩy mạnh luôn. Đúng rồi. Rồi qua luôn. Rồi từ để thanh niên kia qua nữa. Rồi tiếp. Ok. Rồi tiếp đi. Có vẻ như là cái trường rồi sao? Man, anh đi anh chuyện đậu phộng. Chút nữa xuống lấy cầu thang đi nha. Okay. Chứ mà mất cầu thang là mệt lắm luôn á. Chứ đường nào anh qua gạt cái cần kia là đi xuống được mà. Đúng rồi. Ôi, em dòm xuyên qua bên tường đây được luôn nè. Rồi qua vô lên. Ui hết hồn. Ui. Gì vậy? Ui. Mấy con quỷ này nó mọc ra. Gì vậy? Hết hồn. Hết hồn mà thấy cái cửa con gì? Cửa mở ra bên này. Ra ngoài. Đây. Cửa này mở rồi nè. Hát cái gì mà cái nhạc nó làm nghe nhức cái đầu thiệt chứ. Bật đèn lên nha. Qua map rồi. Qua mạng rồi. Cái gì đâu mà cái đi. Âm thanh nó cứ cái không biết được đâu. Đáng sợ quá. Ủa gì đấy? Ê chà, lái cầu thang. Lên. Rồi. Ê cái gì vậy? Hết hồn. Lên trên cô ơi. Lên đây nè, lên chỗ anh nè nhanh. Chết bà rồi. Trời ơi, đừng có làm rớt cái cầu thang. Rồi đi lên luôn. Lên một người đặt thôi, nhanh lên. Rồi đẩy qua. Đẩy qua bên kia. Ok cái gì mà ok. Rồi lên luôn cô đây, lên nhanh. Lên. Một người đặt thôi. Nhanh lên cái con cái con quỷ kia nó đang lên kìa. Đấy rồi. Ui cái gì vậy? Há làm hết hồn rồi. Con game này. Ui. Ok, quá. Ê, cái gì vậy con? Làm sao? Ủa còn ai qua đâu con ơi? Đẩy xuống lại rồi nhanh. Đặt cầu thang ra. Nhanh lên. Rồi. Rồi qua cuối đây. Ủa thanh niên kia đâu rồi? Em đang cầu thang đây, lên. Rồi lên rồi lấy đi. À lấy đi lên. Rồi lên. Rồi đặt ra. Lên. Thanh niên kia đâu? Thanh niên kia chết tiêu rồi. Sao chết? Rồi qua luôn cuối đây, qua. Qua đâu? À. Cái gì vậy con? Ui, đừng làm mất cầu thang của anh. À! Rồi, cô đây, còn có bên em nữa đâu, còn bên em có còn. Hay quá anh còn cầu thang mà. Mất cầu thang rồi. Nhanh đi cô đây. Rồi xong, màn hình tối thui luôn. Ủa sao vậy? Sao màn hình tối thui rồi? Ủa? Em còn không biết nữa. Ủa? À. Ủa sao? Ủa sao anh ở đây? Ủa? Cô nè. Chết rồi. Ủa sao chết được? Có gì đâu mà chết ta. Ủa lấy lại con thang đi anh. Nè lấy rồi nè. Trời mẹ. Ủa sao chết được ta? Hư cấu vậy? Sao chết được? Không biết nữa nhưng mà lấy lại con thang đi. Lấy rồi đi nè, đi clip vô trong này nè. Ủa sao hư cấu vậy ta? Sao tôi với con Kun qua được? Ủa. Ôi trời đổ Kun ơi, trời đổ. Ủa cầu thang anh đâu Kun ơi? Anh mất cầu thang rồi. Ra lấy đi, trời ơi. Ủa anh lấy rồi mà sao cầu thang của anh nó bị mất tiêu rồi? Kìa. Nè thanh niên này cũng qua đây lại rồi nè. Đừng đánh thức họ. Ý anh lấy cầu thang không được Kun ơi. Giờ chỉ có mình em thôi. Anh lít vào nó, anh lít vào nó, anh lít rồi nè, anh lít rồi, nó bị mất rồi. Đây nè, đây nè. Đã nói lít rồi cãi tán xéo bạn giờ. Vô đi, anh chỉ cho lấy nè, vô đi. Lấy cái gì giờ anh muốn gạt cái cầm kia chứ gì nữa đây. Nè phía trên kìa, phía trên kìa thấy không? Nó nói chung là ở đây là có mấy cái xác của mấy cái thùng hả ta? Gớm vậy. Rồi từ từ nha, đợi xíu để lên rồi lấy đi. Rồi. Rồi đó, để thẳng đi nè, rồi đi thẳng qua kia, đúng rồi, rồi đi thẳng qua kia. Đẩy xuống trước, đúng rồi, từ từ. Rồi ok, từ từ. Rồi đặt thẳng lên cô, đặt thẳng lên. Lùi về. Cái gì vậy cô, anh lùi về. Từ từ bình tĩnh nào. Đặt thẳng lên đó, đúng rồi, từ từ. Rồi lên. Cái gì vậy cô, anh cái gì vậy? Mở đi. Má đồ ơi. Quỷ cô. Mở sao đây nè, Sao quần què chết rồi. Sao lại chết? Tại em đó, em bóp anh chứ cái gì nữa. À em mở đúng không? Tự nhiên khi không bị bóp bắt đầu lao thiệt chứ. Leo lên. Rồi né ra. Qua đây. Rồi ok có nè. Khổ thật chứ. Rồi bấm đi đè lên. Phải 3 người mới đè được hả? Ủa? Cái này phải 3 người mới đè được hả? Đè rồi. Ừ anh cũng đè rồi mà không thấy gì đâu. Đè rồi nó mới dài đây ra nè. Ủa đúng không? Anh vặn cái này đi. Em vặn thử coi. À đây đường bên này cô ơi, đường bên này. Đi đâu? Đó em thấy cửa mở chưa? Để vậy đi qua đây. Ê, chết cha rồi. Tự nhiên cô đi đường này cô thấy cô ngu ghê. Anh ngốc thiệt sự ạ. Tự nhiên đi đường này tào lao thiệt á chứ. Ủa rồi thanh niên kia mới chết xong luôn á. Đợi xíu đi. Mẹ hết rồi. Đậu phộng. Há hú hồn à. Rồi bấm vô. Rồi qua luôn nè. Nhanh. À, nó ra cái phòng này, ra là thế. Vô. Đau tim kinh đấy. Wow. Làm việc mình luôn á. Hú hồn à. Ủa, đang ở đâu đây? Con game kinh dị. Ủa, cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Sao cái đây không đi nữa? Hay là phải đụng vô cái bóng bay? Cũng không phải. À thang máy lên. Đợi xíu. Con game này không có, hình như không có quái vật nhưng mà âm thanh nó làm mình hết hồn thôi. Đúng rồi. Đi qua. Chưa có đi được. Đợi nó mở cái cửa ra đã. Rồi vô. Đợi sao nữa? Ai biết gì giờ, đợi coi thử nó có cái gì tiếp không. Mình lại qua map mới rồi. Đó, bắt đầu xuống đây gặp quái vật rồi. Đúng không? Kìa, con mắt ở dưới kìa. Đâu phải con mắt không? Hay là hai cái tay? Em nghĩ đó là con gì? Em nghĩ đó là hai cái tay. Không, con mắt á. Ủa cái gì vậy? Báo động rồi. Đó, chưa có. Nó thua luôn. Trời ơi. Anh đâu rồi? Tối thui à, anh chết rồi. Không, tối thui à, em cũng tối thui à. À bật đèn lên. Ừ kìa. Qua rồi. Bắt quanh ẹn. Hết phần 1. Ôi đậu. Thấy người có giật xong tự nhiên cái hết nghe. Đúng rồi, nước. Xà. Ú là trời, con game này âm thanh nó bự quá. Biết tại sao bự không? Tôi bật cái 6 nấc mà lấy gì không bự, 5 nấc không cũng đã thấy muốn nát lỗ tai rồi, đằng này cũng bật cái 6 nấc, hết hồn luôn chứ. Em bật có 1 nấc rồi nhưng mà em bật 1 nấc hả? Ừ, em đợi em bật giống anh coi. Cái đại hồi nãy mà cái thùng nó rớt xuống làm cho cái đùng phát muốn rớt tim ra ngoài luôn. Tim cũng rớt ra rồi. Tim là nó chạy ra rồi luôn rồi, chỉ còn gì nữa. Mày. Nó kêu mày cả you mày. Cảm ơn đã chơi. Ừ, chất quốc đi. Rồi ok, tôi với cô sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này đừng quên bao là cho mình và Kun một like, một share và đừng quên subscribe channel của hai đứa mình nha. Bye bye. Bye bye.